Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Auto Express. Ngày hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về một chiếc xe MVP 7 chỗ đến từ Nhật Bản. Đó là chiếc Honda BRV. Và chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Chiếc xe này về Việt Nam thì sẽ cùng ở phân khúc với Toyota Veloz Cross hay Mitsubishi Spender. Về giá bán thì Honda Việt Nam vừa công bố trong buổi ra mắt ngày hôm nay, cao nhất là giá 705 triệu và bản thấp hơn là 661 triệu. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ so sánh trực tiếp chiếc xe này với Toyota Veloz Cross. Thì về giá bán thì chiếc xe này đã cao hơn phiên bản cao cấp của Veloz là 7 triệu và phiên bản thường là 3 triệu. Tuy nhiên thì chiếc xe này có đắt hơn hay về giá tiền, nó có Honda Sensing ở đây. Full Honda Sensing với khoảng 5-6 chức năng gì đó. Nó đắt tiền ở chỗ này. Và toàn bộ camera này nó sẽ quan sát và nó đưa ra các hành động như là cảnh báo điểm mù, cảnh báo trạch làn đường, cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển, giữ làn đường, phanh khẩn cấp. Nếu như mà đã các đại lý Honda ở thời điểm này không có các động thái hỗ trợ giá như các đại lý của Toyota thì chiếc xe này cũng không phải dễ bán. Vì thứ nhất, giá bán nó đã đắt hơn rồi, và chiếc xe này không được hưởng ưu đãi của thuế trước bạ vì do là dòng xe nhập khẩu, còn Veloz là được lắp ráp trong nước tất cả các phiên bản. Và bây giờ thì chúng ta cùng điểm nhanh chút về thiết kế nội ngoại thất của Honda BRV, một chiếc xe MPV 7 chỗ dành cho gia đình nhưng lại mang dáng dấp của một chiếc xe SUV. Nếu về ngoại hình, về thiết kế thì chiếc xe này có cái thiết kế khỏe khoắn và năng động bậc nhất phân khúc MPV 7 chỗ. Nó hao hao một chiếc crossover SUV hơn là một chiếc MPV. Và cái khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này cũng tốt hơn so với Veloz Cross. Cụ thể là 207mm so với 205mm trên Veloz Cross. Ở phần đầu xe thì không có bất kỳ một cái cảm biến nào. Mà còn được trang bị cái đèn gầm bi LED, hệ thống LED 2 tầng pha cốt. Tuy nhiên là xi nhan là halogen thôi. Đèn daylight cũng được trang bị một giải LED. Nó nối liền cùng cái mạ chrome này, tạo ra cái cảm giác liền lạc của đầu xe. Cái đường dập nổi rất là khỏe khoắn. Ngay bây giờ thì tôi sẽ mời mọi người xem ngay lập tức cái động cơ của BRV. Của chiếc xe này mang động cơ 1.5 lít như chiếc xe City. Và phía Honda Việt Nam họ cũng đã có những chia sẻ là đã có tinh chỉnh để phù hợp với một chiếc xe gia đình 7 chỗ. Bởi khi mà bạn đi những cái cung đường khó, đi đèo, đi dốc thì cái vòng tua máy của chiếc xe này sẽ trao lên rất cao. Đó. Cái điểm đầu tiên mọi người nhìn thấy là cái tấm cách âm capo này được trang bị. Đó là một cái điểm hơn của một chiếc xe cỡ B dành cho gia đình. Khoang máy đây, 1.5 lít của BRV. Ở Việt Nam thì các chiếc mẫu xe gia đình đều mang 1.5 lít từ Stargazer này, Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga và bây giờ là XL7 và thậm chí là Toyota Veloz Cross đều là 1.5 lít. Thế nên về động cơ thì mọi người nó cũng về cái sức mạnh nó như nhau, nên có chăng nó hơn nhau về trang bị. Ví dụ như Honda BRV thì hơn về Honda Sensing. Một số mẫu khác như bản cao của Veloz Cross thì cũng có Toyota Safety Sense. Tuy nhiên là Honda Sensing là full rồi, ở trên BRV là full. Một điểm nữa là mọi người có thể thấy là phân biệt bản cao với bản thấp trên BRV có Honda Land Watch. Trước đây Honda Land Watch mọi người có thể thấy từ chiếc Accord này, chiếc Civic rồi CRV. Honda Land Watch khi mà bạn rẽ ở Việt Nam thì và các đô thị đông đúc thì mọi người hay những chiếc xe máy họ hay len hay lươn lên, nếu mà bạn không quan sát kỹ thì sẽ cái việc là va chạm với nhau là không có thể tránh khỏi. Nên Honda Land Watch là một cái tính năng rất là hay và quan sát rất là rộng, khi mà camera này nó view một tầm nhìn cho người lái để nhìn thấy những phương tiện khác di chuyển bên thân xe. Và đây cũng là một cái điểm rất là hơn của BRV, lắp vành 17 inch. Cái vành này là phần lớn nhất phân khúc rồi, lắp lốp Bridgestone rồi. Phía trước thì được trang bị phanh đĩa, còn phía sau thế nào? Phía sau thì có thể là chỉ là phanh tang trống mà thôi. Đó, chính xác là phía sau chiếc xe này chỉ được trang bị phanh tang trống. Và là một mẫu xe phân khúc B của gia đình Honda nên cái phần thiết kế đèn hậu
của BRV nó cũng không khác gì nhiều so với Honda City, nó khá đẹp. Tuy nhiên ở phía sau thì đèn là halogen thôi. Halogen. Đèn xi nhan halogen, đèn lùi halogen, đèn phanh LED. Và cũng không có bất kỳ một cái cảm biến nào hỗ trợ lùi xe. Cái cảm biến thì mọi người có thể lắp cũng đơn giản thôi. Cái càn sau rất là khỏe khoắn, đẹp. Trong thiết kế của Honda luôn có cái sự chỉn chu. Đây được trang bị cái camera lùi, logo BRV. Đây. Và có một đèn báo phanh trên cao. Đây. Cái khoảng độ cao của cốp nó vừa phải. Một chiếc xe cỡ B nhưng cái mở cốp nó cũng vừa phải, nó không cao. Nếu như trước đây các bạn để ý như một chiếc xe cỡ A như VinFast VF5, cái khoảng mở rất là cao, thậm chí tôi phải ngến lên tôi mới kéo được xuống để mở. Cửa nó cũng rất là nhẹ, nó không quá nặng đâu. Cái này mà không nhất thiết phải độ cốp điện các bạn. Đây. Đó. Nhẹ nhàng. Nói chung là một chiếc xe gia đình nhẹ nhàng. Đây là cái không gian hành lý khi mà gặp toàn bộ hàng ghế thứ ba của BRV, nó rất là rộng. Một cái điều đặc biệt là mọi người có thể để ý là nó có 2 tầng. Khi mà để một tầng như thế này, bạn để được những cái vali 10 cân. Nhưng tuy nhiên thì nó không tạo ra một cái sàn phẳng. Đây, Honda thiết kế thành 2 tầng như thế này. Đó, thì thành một cái sàn rất là phẳng. Bạn thể để một cái vali 3-40 cân, rộng 2 cái. Thì mà di chuyển xa thì nó phẳng, không gian nó lớn hơn. Đó, có hai cái cách đặt sàn như thế, thấp và cao. Bây giờ thì mời mọi người xem ở bên trong khoang lái, hệ thống thiết kế nội thất của chiếc xe này như nào, mời mọi người. Nếu những ai đã xem video về Honda City của chúng tôi thì có thể nhận xét rằng là cái thiết kế về nội thất của BRV nó sẽ không được đẹp và chỉn chu như chiếc City. Cánh cửa này nó cũng đóng, nó cũng không được chắc chắn bằng City. Đấy. Vô lăng này thì bọc da như City thôi. Các cái tính năng nó cũng là của Honda Sensi, đầy đủ hết. Cảnh báo trạch làn đường, phanh khẩn cấp, giữ khoảng cách phương tiện phía trước, có lẫy chuyển số màu bạc. Đây. Đấy, khi mà bạn di chuyển ở chế độ số S thì dùng lẫy chuyển số này khá phù hợp. Tuy nhiên cái điểm chê của trên nội thất của chiếc xe này, đó là cái màn hình nó thiết kế nó không được đẹp cho lắm. Nó khá là nhỏ và nó không đẹp. Phần lồi này cũng không hiểu vì sao mà Honda đặt lên phần lồi này. Phần này nhựa này, nhựa này. Ra, đấy. Ra đây thì có một cái màn hình, rất tiếc là chúng tôi không có chìa khóa để mở cái màn hình đây. Đây, điều hòa đây. Một vùng thôi. Đó. Và không biết mọi người có đồng ý với tôi về cái thiết kế của chiếc xe này, phần yên ngựa này nó khá là xấu và nó thô. Nó khá là thô, những cần số này thô quá. Có PRNDS, có số thể thao đây. Và so với Veloz và một số mẫu xe khác thì nó thua về phanh tay. Đây là phanh tay cơ, còn kia là phanh tay điện tử có auto hold rồi. Về cả cái cổng giao tiếp thì Honda cũng không dùng cổng Type-C. Cổng Type-C là một cái cổng tương đối phổ biến hiện nay nhưng Honda cũng chưa áp dụng. Đó, chỉ có cổng USB này, cái tẩu này, gắn thêm, bạn có thể lắp thêm cam hành trình ở đây. Có nút start stop engine đấy. Cái điểm trừ nữa mà tôi cũng không thích lắm là cái bệ tì tay của chiếc xe này nó ngồi không thích như City đâu. Nó bé quá và nó ngắn, nó hụt. Ví dụ mình ngồi lái ở đây thì bao giờ để mà trượt. Nếu như có chăng nó thêm 10 phân nữa, nó đẩy lên thì ngồi nó đỡ hơn và nó thoải mái hơn khi mà bạn đi đường dài, đường xa. Ngoài ra điểm hơn của BRV đó là về thiết kế ghế da này, toàn bộ bằng da, khá là đẹp. Và nó hơn hẳn so với da và nỉ kết hợp trên Toyota Veloz Cross. Tuy nhiên thì để và về độ rộng thì mời mọi người ra phía sau để xem. À quên, đây hàng gió đây. Cửa gió hút vào và phía sau. Thì bây giờ mời mọi người ra hàng ghế thứ 2 và thứ 3 để xem là chiếc xe này nó có rộng như Veloz không. Đây, khi mà tôi gập cả toàn bộ hàng ghế thứ 2, hàng ghế thứ 3 xuống thì chúng ta sẽ có một cái không gian chứa đồ rất là rộng. Về con số chính xác thì có lẽ là tôi chưa cung cấp ngay được cho mọi người, nhưng mà nó rất là rộng. Và đây này, có rất nhiều hộc để đồ khi bạn ngồi ở ghế thứ 3. Thứ 2 thì ở cánh cửa rất nhiều rồi. Đấy.
nếu như ở một cái không gian mà những người ngồi với kích thước trung bình vừa phải của người châu Á thì ngồi ở vị trí thứ hai này cũng khá thoải mái. Đây tôi có thể mở thêm nha. Khi mà hàng ghế thứ ba không dùng, hàng ghế thứ hai sẽ ngả hết như thế này, thậm chí ngả hơn được nữa. Ngồi rất là thoải mái. Trên một chiếc xe 7 chỗ, cửa gió điều hòa đây. Ở chiếc xe này thì nó gạt, nó không xoay như các cái mẫu xe khác 7 chỗ. Này, cửa gió cho hàng thứ hai và thứ ba chung cái cửa gió này. Sẽ không có cửa gió ở hàng thứ ba đâu. Ở phía sau này thì có một cái cổng 12V áp tẩu đó, nó không áo ghế hai lớp này. Bạn có thể để một cái điện thoại ở đây và để tài liệu ở đây. Rất là gọn là chỉnh chu. Honda thiết kế rất nhiều hộp để đồ cánh cửa hai bên. Và bây giờ thì mời mọi người ra ghế thứ ba để xem là với một người lớn có chiều cao cân nặng trung bình như tôi thì ngồi có phù hợp hơn không, hay là hàng ghế thứ ba chỉ thực sự dành cho trẻ em. Mời mọi người. Đây các bạn có thể thấy đây là vị trí đầu tiên khi mà tôi ngồi ở hàng ghế thứ ba, trong khi mà hàng ghế thứ hai họ đi hết cái hành trình ghế và ngả hết độ ngả lưng ghế thì tôi ngồi khá là chật. Vì vậy tôi phải ngả, có một cái chế độ nữa là ngả thêm lưng ghế ở phía hàng ghế thứ ba. Đó, đây là hết cỡ. Thì may ra thì tôi ngồi nó sẽ đỡ hơn một chút về cái phần đầu và thân. Tuy nhiên là phần chân thì vẫn bị kích. Thế nên là cái ghế phía trước phải đẩy hơn một chút và cái lưng ghế cũng phải đẩy lên phía trước một chút thì nó sẽ thoải mái hơn. Rất hay là ở ghế thứ ba của BRV có hai chế độ ngả ghế đấy. Đấy, bình thường và gần ngả hơn. Đó, ở đây có một cái cửa kính ở cột D này, nó rất là thoáng thì tạo cho cái người ngồi ở trong xe nó không bị bí. Còn ghế thứ ba nó sẽ thông thoáng hơn. Đấy. Thì ghế thứ ba này với một người khoảng 60-65 cân đổ lại ngồi thì phù hợp. Chứ 70, hơn 70 cân ngồi nó sẽ khá là chật chội. Và hàng ghế thứ hai cũng chỉ phải tịnh tiến lên một chút thì may ra mới ngồi thực sự thoải mái. Về không gian thì nó cũng tương đối là rộng, nhưng cũng khoảng cỡ của Veloz Cross mà thôi. Còn nếu mà trước đây những chiếc xe 7 chỗ thì tôi vẫn nhớ nhiều hơn đến Innova, một chiếc xe rất rộng rãi, ngồi ở ghế thứ ba người lớn cũng vô cùng thoải mái. Tuy nhiên thì đó là một chiếc xe đắt hơn thì chúng ta sẽ không bàn ở đây. Tuy nhiên nếu so sánh với Veloz Cross thì khoảng không gian và độ linh hoạt tiện nghi của nội thất của hai chiếc xe có lẽ là ngang nhau. Tuy nhiên về giá bán ở thời điểm này và những cái ưu đãi của đại lý giảm giá hỗ trợ, và đặc biệt là chiếc Honda BRV thiệt thòi hơn so với Veloz Cross cũng như các mẫu xe lắp ráp trong nước khác là không được hưởng ưu đãi 50% thuế trước bạ, thì đó là một cái rào cản, đó một cái thử thách đối với BRV về doanh số trong tương lai. Và từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ cùng điểm danh xem là chiếc xe nào sẽ bán chạy hơn giữa BRV và Veloz Cross. Còn với cá nhân tôi thì tại thị trường Việt Nam, chiếc xe này phù hợp hơn với gia đình đi làm, đi du lịch, đi dã ngoại. Còn Toyota Veloz Cross có thể sẽ là nhiều lựa chọn hơn đối với các bác tài chạy dịch vụ. Còn ý kiến của bạn thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi để chúng ta có cùng cái nhìn nhận hơn về một dòng xe BRV, về dòng xe 7 chỗ cũng như thị trường xe MPV tại Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại.